Ok, hello, xin chào tất cả bạn, lại là tôi, Dũng Bữa đây. Và hiện tại tôi đang chờ chuyến xe buýt cuối cùng để đi về nhà ha mọi người. Tại vì đi làm rất là khuya rồi. Bây giờ tôi đang đứng ở ngay chỗ khu xe buýt nè. Mà khuya quá tối thui tối mò rồi. Cái chỗ xe buýt này thì nằm ở ngay cái khu hoang vắng thôi ha mọi người. Ui, ở đây có bãi rác thì... Ui. Hello. À, cái ông này thì cũng đang ngồi chờ xe buýt giống như tôi. Ông đang xem cái gì vậy? Ôi. Còn 2 phút nữa. Ông hỏi tôi là tại sao ban đêm như vậy rồi còn đứng ở đây làm gì vậy? Thì đứng ở đây chờ xe buýt chứ làm gì ông hai ơi. Ông này ông kêu ông có một chai bia nè. Rồi. Và chúng ta sẽ vừa uống và vừa ngồi nói chuyện tâm sự thôi. Ừ. Bạn đã bị mất tích và cơ thể cũng không được tìm thấy luôn. Vậy bây giờ chúng ta đã rút ra được một bài học là không được sử dụng đồ của người khác cho ha mọi người. Những người lạ ha. Chứ tự nhiên trong cái đêm khuya thanh vắng như thế này mà ổng lại ổng cho tôi bia uống, hai người nhâm nhi rồi tôi uống xong rồi tôi đi luôn rồi mọi người. Tốt nhất chúng ta không nên uống rượu bia ha. Bây giờ chúng ta sẽ ở đây đợi thôi. Đó, bắt đầu ổng bây giờ ổng dụ tôi uống bia nè. Mời đi ông ơi. Thôi thôi thôi. Ông kêu lại gần đây. Đó, ổng có thể đưa cho cu một chai bia để uống. No 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 no. Tôi không uống bia của ông đâu. Tôi chỉ ngồi đây chờ đợi thôi. Ôi, già lâu quá đi. Oh, chuyến xe số 18. Đi thôi. Tôi không uống bia đâu nha ông hai ơi. Trời ơi. Ừ, bạn đã về nhà an toàn rồi. Chuyến xe đầu tiên. Chuyến xe này tôi sẽ không đi và tôi bỏ luôn. Thử xem như thế nào nha mọi người. Ông đi đi. Tôi không đi nha. Tôi sẽ chờ chuyến xe cuối cùng. Tại vì cái tựa game này nó có tên là Last Bus Home mà. Là chuyến xe cuối cùng. Ừ. Bạn đã chết. Sao đó được? Sau khi mà xem hết cái video này thì các bạn có cảm nghĩ gì? Cái tựa game này nó rút ra cho chúng ta một bài học rồi đó. Đừng bao giờ tin người và đừng bao giờ ở một mình trước một cái nơi vắng vẻ như thế này ha. Hãy lựa những cái nơi nào mà thật sự là an toàn cho các bạn. Chứ đừng bao giờ luôn. Nếu các bạn thấy video này hay á, hãy để lại cho tôi một like, một subscribe nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tôi là Dũng Bừa của mình. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn có ngày tốt lành. Bye bye. Nhớ có tựa game gì nói cho tôi biết nha. Bự bự như thế này cũng được. Yeah.